Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với Luật Khoa Radio. Bạn đang lắng nghe bài viết Lịch sử thăng trầm và đầy bi kịch của Phật giáo Hòa Hảo của tác giả Trần Phương. Bài viết thuộc chủ đề tôn giáo và được xuất bản trên Luật Khoa Tạp chí ngày 3 tháng 8 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Nếu đến tỉnh An Giang một lần, bạn có thể sẽ ngạc nhiên về cách thờ Phật khác lạ của một số gia đình ở đây. Tùy theo đạo Phật, nhưng họ không thờ tượng hay tranh vẽ, mà thay vào đó là một tấm gỗ sơn màu đỏ đậm đặt trang trọng ở giữa bàn thờ. Nếu chịu khó để ý, bạn sẽ thấy những người mặc áo nâu, tóc búi cao, thờ cúng hết sức tối giản tại nhà, không gõ mõ tụng kinh mà chỉ cúng Phật bằng hoa, nhang đèn và nước lã. Đó là những tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, một tôn giáo dựa trên nền tảng của đạo Phật, nhưng cách hành đạo lại hoàn toàn khác biệt với các pháp môn khác, mang đến một triết lý thực hành Phật giáo đơn giản, phù hợp với hoàn cảnh nghèo khó của quần chúng địa phương. Chỉ một thời gian ngắn sau khi lập đạo, vị giáo chủ có xuất thân bình thường của Phật giáo Hòa Hảo đã làm nức lòng hàng vạn dân miền Tây. Tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo không xuống tóc như các pháp môn khác của nhà Phật. Họ cũng không có đền chùa lộng lẫy nguy nga, mà khuyên tín đồ tu hành tại nhà, thờ cúng đơn giản, siêng năng làm từ thiện, đơn giản hóa ma chay, hiếu hỷ và sống có trách nhiệm với đất nước. Như chúng ta đã biết, đầu thế kỷ 20, triều đình nhà Nguyễn đã nhượng lại toàn bộ phần đất Nam Kỳ cho người Pháp cai trị. Ở vùng đất phía Tây, hầu hết người dân Nam Bộ làm ruộng, nhưng phải thuê đất đai đắt đỏ của giới điền chủ, khiến dân chúng chịu nhiều cực khổ. Người dân chịu cảnh đói nghèo trong sự áp bức của nền chính trị ưu tiên giai cấp địa chủ do người Pháp đặt ra. Nhiều phong trào nông dân chống Pháp liên tục diễn ra ở vùng đất kênh rạch chằng chịt này. Chính quyền Pháp đã thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ các hoạt động dân sự tại đây. Các tôn giáo thường được sinh ra trong những sự kiện có phần ly kỳ, huyền bí, nhưng lại thuyết phục được số đông người dân. Năm 1940, ở vùng Châu Đốc, người Pháp bắt đầu chú ý đến một người thanh niên bất thường, tuyên bố thành lập Phật giáo Hòa Hảo ngay tại nhà và trở thành giáo chủ khi mới 19 tuổi. Cùng với tín đồ từ khắp nơi và những thân hào hàng đầu cũng trở thành môn đồ. Người thanh niên đó là Huỳnh Phú Sổ, được mô tả là có dáng người thanh mảnh, gương mặt sáng sủa, ăn nói lưu loát. Trong một bài diễn văn do chính Huỳnh Phú Sổ viết năm 1942, vẫn còn được tông đồ lưu truyền cho đến tận ngày nay, người thanh niên này đã nói rằng chính anh đã trải qua nhiều kiếp cứu rỗi nhân dân, kiếp này tiếp tục được Phật cử xuống để cứu độ chúng sanh. Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo ghi nhận Huỳnh Phú Sổ lập ra Phật giáo Hòa Hảo sau chuyến đi cùng gia đình đến vùng Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang ngày nay, được nhiều người cho là khu vực linh thiêng và cũng là nơi khai sinh ra pháp môn Biểu Sơn Kỳ Hương. Theo sấm giảng, tức là diễn đạt theo lối văn vần, gồm hàng trăm câu do Huỳnh Phú Sổ viết, Huỳnh giáo chủ khẳng định ông là người kế thừa của phái Biểu Sơn Kỳ Hương. Vì vậy, tôn chỉ học Phật tu thân và nền tảng tứ đại trọng ân của phái Biểu Sơn Kỳ Hương trở thành giá trị cốt lõi của Phật giáo Hòa Hảo. Tứ đại trọng ân gồm ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Trong giao tiếp, Huỳnh Phú Sổ diễn giải mọi thứ dung dị, dễ hiểu, nên đạo của ông dễ đi vào lòng quần chúng. Bài viết có tựa đề Tôn chỉ hành đạo là một tài liệu do Huỳnh Phú Sổ viết năm 1945. Chỉ trong tầm 10 trang giấy đã khái quát triết lý của đạo và hướng dẫn dân chúng cách sống một cuộc đời tốt đẹp theo quan điểm của ông. Triết lý của Phật giáo Hòa Hảo đã thu hút được những người nông dân cùng cực, nghèo khổ khi mở ra cho họ một cuộc sống tốt đẹp, thực hành đạo Phật ngay trong điều kiện thiếu thốn. Tôi xin trích một tài liệu giáo lý có tên Kệ Dân của Người Khùng. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót.
nay nhằm lúc mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan, dáng giữ gìn luân lý tam cang, tròn đức hạnh mới là báu quý. Hết trích. Triết lý của Phật giáo Hòa Hảo dung hòa được cuộc sống cá nhân, gia đình và trách nhiệm với dân tộc qua nền tảng tứ ân, khiến người dân càng thấy sự hợp lý để trở thành tín đồ. Xin trích lời của Huỳnh Phú Sổ. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền xong nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Hết trích. Quan niệm tứ ân đã đưa Phật giáo Hòa Hảo nhập thế, vừa gần gũi, vừa phù hợp với điều kiện thiếu thốn lúc bấy giờ. Ngoài khả năng hùng biện, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo còn truyền tai nhau về tài chữa bệnh hiếm có của Huỳnh Phú Sổ, xem ông là một nhà tiên tri và một người đấu tranh cho nền độc lập của đất nước. Năm 1942, Huỳnh Phú Sổ được người Nhật can thiệp để đưa về Sài Gòn tạm lánh sau thời gian bị người Pháp quản chế gắt gao từ năm 1940. Tại Sài Gòn, ông âm thầm liên kết với tín đồ vận động cho nền độc lập của Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với tôn chỉ của đạo và bối cảnh lúc bấy giờ. Năm 1944, Phật giáo Hòa Hảo thành lập một lực lượng bán quân sự có tên là Bảo An Đoàn, nhằm bảo vệ an toàn cho các làng của tín đồ Hòa Hảo ở khu vực miền Tây. Với thân thế của Huỳnh Phú Sổ và số lượng giáo dân đông đảo, Phật giáo Hòa Hảo có tiếng nói đáng kể đối với phong trào vận động độc lập ở miền Nam. Nhằm tạo tiếng nói chính trị đối với xã hội, năm 1946, Huỳnh Phú Sổ cùng với một số trí thức thành lập ra Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, gọi tắt là Đảng Dân Xã. Thời gian đầu, ngoài liên kết với các tổ chức tôn giáo chính trị khác, Phật giáo Hòa Hảo còn liên kết với Việt Minh để vận động độc lập cho Việt Nam. Tuy nhiên, không lâu sau đó lại xảy ra xung đột nghiêm trọng giữa hai lực lượng này. Cũng từ mâu thuẫn này dẫn đến sự mất tích bí ẩn của Huỳnh Phú Sổ. Ngày 16 tháng 4 năm 1947, Huỳnh Phú Sổ mất tích trong một cuộc dàn xếp xung đột giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo tại vùng Đồng Tháp 10. Đến nay, lịch sử vẫn chưa làm rõ vụ mất tích này. Theo một bài báo của tác giả Nguyễn Văn Trần đăng trên tờ báo Hải ngoại Việt Báo Online năm 2016, tác giả đã trích một bức thư liên quan đến Phật giáo Hòa Hảo và Huỳnh Phú Sổ được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia số 4 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ ngày nay. Bức thư này xác nhận vào ngày 17 tháng 4 năm 1947, Ủy ban Hành chánh Long Xuyên của Việt Minh đang giam giữ Huỳnh Phú Sổ, nhưng họ không nói đã làm gì sau đó. Đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngày Huỳnh Phú Sổ mất tích đến nay được các tín đồ gọi là ngày Đức Thầy vắng mặt hay ngày Đức Thầy thọ nạn. Theo tác giả Nguyễn Long Thành Nam, người từng hoạt động tích cực trong Phật giáo Hòa Hảo và làm việc cho chính phủ đệ nhị Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam trước năm 75, mối hiềm khích giữa Phật giáo Hòa Hảo và Việt Minh ngày càng gia tăng sau vụ Huỳnh Phú Sổ mất tích. Một số thành viên của Phật giáo Hòa Hảo quay sang hợp tác với Pháp để chống Việt Minh. Theo ông, khoảng thời gian từ năm 1947 đến 1955, Phật giáo Hòa Hảo đã hình thành một lực lượng quân sự tương đối bề thế vì được sự hỗ trợ của người Pháp. Cũng chính vấn đề này mà tiếp đến Phật giáo Hòa Hảo phải đối mặt với sự chấn áp mạnh mẽ của chính quyền Ngô Đình Diệm. Sau thời kỳ phân biệt đối xử với các giáo phái của Ngô Đình Diệm, Phật giáo Hòa Hảo được củng cố và phát triển dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, tức là từ năm 1967 đến năm 1975. Lúc này, những người phải đi lưu vong vì sự đàn áp dưới thời Ngô Đình Diệm như Nguyễn Long Thành Nam trở về nước để phục hồi Phật giáo Hòa Hảo. Cũng trong thời gian này, Phật giáo Hòa Hảo phân chia thành hai phái: phái mới do Lương Trọng Tường và phái cũ do Huỳnh Văn Nhiệm đứng đầu. Đến năm 1972, xuất hiện một phái khác do Lê Quang Liêm tách ra từ phái cũ. Tuy chia tách nhưng không ảnh hưởng đến sự phát triển của Phật giáo Hòa Hảo. Đến năm 1975,
ngoài các hoạt động tôn giáo thuần túy rất phát triển, các nhóm Phật giáo Hòa Hảo còn điều hành 6 trường trung học phổ thông, 1 viện đại học và 2 bệnh viện. Tuy nhiên, sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, bức tranh tôn giáo sôi nổi ở miền Nam trở nên u tối dưới quyền lực của phe thắng cuộc thời đó. Kể từ ngày ông Huỳnh Phú Sổ mất tích, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã quyết liệt chống Việt Minh, nên tình hình hoạt động của đạo này bị cấm hoàn toàn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tác giả Nguyễn Long Thành Nam đã dẫn một bài báo đăng trên tờ Sài Gòn Giải Phóng ngày 9 tháng 8 năm 1975 để nói về chính sách của chính quyền sau biến cố ngày 30 tháng 4 đối với Phật giáo Hòa Hảo. Phần trích nguyên văn của bài báo đã gọi những lãnh đạo của Phật giáo Hòa Hảo, tức là Lương Trọng Tường và Huỳnh Văn Nhiệm, là những người phản đạo, phản nhân dân, phản cách mạng. Bài báo đó còn mô tả về một cuộc họp kéo dài 3 ngày của các cấp trị sự Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ và kết thúc bằng cuộc meeting tuyên bố giải tán ban trị sự, ban chấp hành dân xã đảng, các tổ chuyên môn của Phật giáo Hòa Hảo cũng như các tổ công tác xã hội, để người dân không còn chỗ để tụ họp nữa. Tác giả này cũng dẫn một bài báo khác dịch sang tiếng Việt từ tờ Thời báo Los Angeles xuất bản vào năm 1978 ghi rằng các lãnh tụ Hòa Hảo hay tín đồ có tham gia chính trị đều bị đưa đi các trại cải tạo. Tháng 12 năm 1998, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, ông Adel Fata Amor, đã công bố bản báo cáo của mình sau chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 10 năm 1998. Trong báo cáo này, ông nói mình không thể gặp tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, dù là gặp trực tiếp hay riêng tư. Nguồn tin không phải của nhà nước gửi cho ông nói rằng sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 75, chính quyền đã cho đóng cửa toàn bộ hơn 3.500 ngôi chùa của Phật giáo Hòa Hảo và khoảng hơn 5.000 nơi thờ cúng, tổ sinh hoạt xã hội và văn hóa của Phật giáo Hòa Hảo. Ông kết luận các tổ chức tôn giáo gồm Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và Hồi giáo không thể thành lập và hoạt động độc lập với chính quyền. Sự tồn tại của các tổ chức tôn giáo có đăng ký tại thời điểm đó mang tính công cụ nhằm quản lý xã hội hơn là thực thi quyền tự do tôn giáo của người dân. Đến năm 1999, Phật giáo Hòa Hảo cơ bản chia thành hai phái. Một phái được chính quyền cấp phép hoạt động, gọi là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, có trụ sở tại An Hòa Tự, đặt tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không tham gia phái này vì cho rằng ban trị sự bị chính quyền điều khiển, không hoạt động đúng với tôn chỉ của đạo. Phái còn lại không được chính quyền công nhận, có trụ sở tại Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, cách An Hòa Tự chưa đến 3 cây số. Những hoạt động của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập đều bị ngăn cấm. Tháng 8 năm 1999, trang tin hải ngoại Việt báo Online đưa tin về một cuộc tranh cãi giữa hai phái Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang. Vụ việc liên quan đến việc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, vốn là tổ chức tôn giáo được chính quyền công nhận, có thể tổ chức những buổi lễ công khai, nhưng họ lại không tổ chức ngày Đức Thầy thọ nạn và đọc các bài giảng trong các ngày lễ. Năm 2014, Việt Nam tiếp tục mời báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tới làm việc để đánh giá về tình hình tự do tôn giáo. Báo cáo của ông tiếp tục cho thấy tình hình đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập không thay đổi đáng kể. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập vẫn bị cản trở tự do, theo dõi, bắt bớ, đánh đập và bị tù đày. Hàng năm, báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ đối với Việt Nam luôn luôn đề cập đến những vụ sách nhiễu của chính quyền đối với tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo độc lập và giới hạn hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo nói chung. Bản báo cáo năm 2012 ghi rằng chính phủ chỉ cho phép xuất bản 5/10 cuốn giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo và không cho phép đọc các bài viết của Huỳnh Phú Sổ ở nơi công cộng. Ngoài các cáo buộc về đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập, bản báo cáo năm 2018 tiếp tục cho rằng
chính quyền vẫn cấm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kỷ niệm các ngày lễ liên quan đến cuộc đời của Huỳnh Phú Sổ. Để đọc chi tiết bài báo và kiểm tra chú thích, vui lòng nhấn vào đường link được đính kèm trong phần mô tả. Hãy đăng ký theo dõi Luật Khoa Radio trên Spotify và YouTube để cập nhật thêm nhiều nội dung mới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Luật Khoa Radio xin hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp theo.